người phụ nữ vì không muốn lên bờ hay là nhảy xuống nước thoát thân. Lần đầu tiên được cứu lên, người phụ nữ lại nhảy xuống lần nữa. Cảnh sát vẫn không chút do dự nhảy xuống nước, hết sức bơi đến bên cạnh người phụ nữ, chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng cứu người phụ nữ lên. Lúc này trên bờ ném xuống một sợi dây thừng, cảnh sát muốn nắm lấy sợi dây lại bị người phụ nữ đẩy ra. Người phụ nữ được cứu, anh cảnh sát lại vì kiệt sức, sinh mạng mãi mãi dừng lại ở đêm hôm đó. Mà anh ấy cũng là cha của hai đứa trẻ, nhưng đứa trẻ trên bờ không đợi được cha của chúng trở về. Đại ca, anh mau nhìn đi, thật là tức chết người. Trong video, cô gái nhảy xuống nước 2 lần, anh cảnh sát cứu 2 lần. Lần thứ nhất, cô gái ấn đầu anh cảnh sát xuống nước. Lần thứ hai, cô gái đẩy tay anh cảnh sát ra, giật lấy sợi dây cứu mạng. Tôi lập tức thấy tức giận đến phát điên. Anh nói con vật bẩn thỉu này mất đi ý chí sống, nhưng ở dưới nước toàn bộ mặt hướng lên trên, không hoảng hốt vươn tay ra nắm lấy sợi dây cứu mạng. Lúc đó động tác nhanh chóng chuẩn xác, lại làm hại anh cảnh sát người cứu mạng không còn nữa. Quá tức giận, loại xuất sinh này không nên sống trên đời. Tôi nhanh như chớp lao đến hiện trường, liền nhìn thấy con xuất sinh nhỏ Tiểu Phương đang kích động khóc la, sống thật tốt, tốt tốt cái mả cha mày ấy. Tôi trực tiếp một cú đá bay đưa con xuất sinh trở lại sông. Mẹ nó, nếu thật sự muốn chết thì tìm chỗ sạch sẽ mà chết, làm gì mà hại người khác. Cứu mạng với giết người, anh ta cố ý giết người, mau bắt anh ta lại. Mẹ kiếp, tôi nhảy xuống nước hung hăng đấm vào mặt nó, mồm nói ít nói bậy thôi, để mày hả hê trên nỗi đau của người khác. Cô ta sợ hãi vội vàng bơi vào bờ, cứu mạng với, mau cứu tôi, ở đây có một tên điên. Tôi nhìn thấy càng tức giận, đánh nó càng mạnh hơn. Mày không phải biết bơi sao? Không muốn chết thì tự bơi vào, tại sao phải liên lụy đến anh cảnh sát tốt bụng? Nói càng nhiều càng tức, tôi nắm lấy đầu cô ta dùng sức nhấn xuống nước. Chôn mày, vừa rồi không phải cũng ấn đầu anh cảnh sát như vậy sao? Tao cho mày cũng nếm thử cảm giác này. Rất nhanh, vợ con của anh cảnh sát cũng chạy đến, ôm lấy thi thể anh cảnh sát khóc thảm thiết. Một anh cảnh sát cũng đi theo đến, thấy vậy ngăn cản tôi lại, vị tiên sinh kia mau dừng tay, anh không cần phải liều mạng vì chuyện này. Anh cảnh sát kéo con xúc sinh lên, con xúc sinh vẫn còn ủy khuất khóc lóc. Các người lấy tư cách gì mà chỉ trích tôi như vậy? Là chú ấy đẩy tôi về phía dây cứu sinh, chú ấy cũng muốn tôi sống tốt. Các người đối xử với tôi như vậy chính là phủ nhận sự hy sinh của chú cảnh sát, chính là muốn chú ấy chết không nhắm mắt. Đệt, thời buổi này xúc sinh cũng biết đạo đức giả nữa. Vậy chúng ta cùng chơi với nó cho tốt. Chuyện này rất nhanh đã lên tóc tìm kiếm. Con xúc sinh nhỏ gần như vui mừng khôn xiết, lập tức mở live stream nói muốn xin lỗi anh cảnh sát. Vừa đúng lúc đẩy mạnh làn sóng nhiệt độ này, nổi tiếng một fan sau đó chẳng phải sẽ trở thành người nổi tiếng mạng. Live stream bán hàng, một đêm phát lên. Trong phòng live stream, con xúc sinh cười hì hì ha ha. Ôi thực ra tôi không thực sự muốn chết, chỉ là không muốn đi học thôi, muốn dọa bố mẹ tôi một chút. Ai ngờ lại có người xen vào chuyện bao đồng chứ. Ai bảo ông ta cứu tôi làm gì? Bây giờ còn có một đám người chạy đến đạo đức giả với tôi, nói tôi hại chết chú cảnh sát. Liên quan gì đến tôi chứ? Là do ông ta thể lực kém thôi. Tôi thấy vậy thì nghiến răng nghiến lợi, lập tức gọi điện cho Trịnh Phàm. Trịnh Phàm, chơi lửa. Được rồi anh. Không lâu sau ngày khai giảng, tôi đến trường con xúc sinh đang theo học. Trịnh Phàm dẫn theo 2 nữ 1 nam đi đến. Đại ca anh xem, 3 người này vì bắt nạt người khác trong trường mới bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Bọn chúng bắt nạt người ta, kẻ nào cũng vô liêm sỉ. Làm tốt lắm. Đến lúc 3 đứa bay lập công rồi. Tôi chỉ vào con xúc sinh trong lớp. Nhìn thấy đống xúc sinh đó chưa? Cho ta xử nó tới chết. Được thôi, bọn học sinh cá biệt lập tức xông vào lớp, cầm thùng rác dội lên đầu con xúc sinh. Thôi quá, các người làm gì vậy? Mày không phải rất biết nói sao? Có bản lĩnh thì tiếp tục, nhét vào mồm nó. Loại miệng hồi thích phun bọt này đáng phải ăn rác. Thầy giáo đến rồi. Rút lui, 3 người quyết đoán rút lui. Chỉ còn lại con xúc sinh khóc lóc thảm thiết. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Phương, sao em lại hôi thối như vậy? Thầy giáo, có người đánh em, thầy phải bênh vực cho em. Ai làm vậy? Các bạn học sinh lắc đầu nguẩy nguẩy, nhất là phủ nhận. Không có, bọn em không thấy gì cả. Các bạn nói dối, vừa rồi rõ ràng có người đánh tôi, còn nhét thùng rác vào miệng tôi. Sao tôi không thấy nhỉ? Chắc là bạn bị ảo giác rồi. Đúng vậy, tôi rõ ràng nhìn thấy mà, là tự bạn nhét rác vào miệng đấy. Các bạn nói bậy. Thôi được rồi Tiểu Phương, em đừng làm loạn nữa, mau đến phòng y tế xử lý vết thương đi. Con xúc sinh khóc lóc chạy ra khỏi lớp học, đến phòng y tế. Tôi chạy đến phòng y tế trước, đánh ngất bác sĩ, sau đó mặc áo blue trắng của cô ta. Lúc này con xúc sinh khóc lóc bước vào. Bác sĩ cứu tôi với, tôi đau lắm. Ngồi yên đừng cử động. Tôi lấy ra một chai cồn lớn đổ lên vết thương của nó. Con xúc sinh đau đớn hét lên thất thanh, đau quá. Tôi giơ tay tát vào mặt nó. Kêu cái gì, tôi đang sát trùng cho cô đây, người không biết còn tưởng tôi đang diệt lợn. Nhưng mà đau quá, tôi không cần ông chữa nữa. Xem ra bạn học này bệnh rất nặng. Đã bắt đầu nói sảng rồi, nhất định phải châm cứu điều trị. Tôi cầm một nắm kim châm mạnh vào người con xúc sinh. Con xúc sinh lập tức hét lên thất thanh, rất nhanh đã ngất đi vì đau. Lúc này bên cạnh run rẩy đưa tới một bàn tay, đưa cho tôi một chai oxy già lớn. Dùng cái này sát trùng vết thương còn đau hơn. Có phong cách. Tôi cầm chai oxy già đổ hết lên người con xúc sinh. Con xúc sinh hét lên tỉnh dậy. Cứu mạng với, giết người rồi. Rất nhanh tiếng la hét đã thu hút một đám học sinh. Con xúc sinh lập tức mách với mọi người,
Cứu mạng với, người này căn bản không phải bác sĩ. Anh ta cố ý đến hại tôi. Các người xem anh ta châm bao nhiêu kim lên người tôi. Tôi sắp chết vì đau rồi. Lúc này bác sĩ đứng ra, anh ấy là trợ lý của tôi. Là tôi bảo anh ấy điều trị như vậy. Hoàn toàn không vấn đề gì. Không thể nào, phòng y tế chỉ có mình cô thôi. Từ khi nào lại thêm một trợ lý vậy? Tôi sao chưa từng thấy. Các bạn học sinh cũng đứng ra làm chứng cho tôi. Đúng vậy, anh ấy chính là trợ lý của cô y tá. Tôi đã gặp anh ấy mấy lần rồi. Tôi cũng gặp rồi. Còn cho tôi thuốc 4-5 tháng rồi. Chính là vị trợ lý này, kỹ thuật tiêm truyền rất tốt. Tiêm một chút cũng không đau. Các người ức hiếp người ta. Con xúc xính khóc lóc bỏ chạy. Đáng đời. Giờ ăn trưa ở căng tin. Trịnh Phạm lẻn vào căng tin múc cơm cho học sinh. Tôi muốn đùi gà, thịt kho và trứng xào cà chua. Trịnh Phạm múc 3 muỗng lớn từ thùng nước bẩn bên cạnh, cho vào hộp cơm của con xúc sinh. Còn Chu Đào lấy cơm tre lên trên. Tôi đâu có nấu đầy một hộp đây. Chúc bạn ăn ngon miệng. Con xúc sinh gần như vui mừng khôn xiết. Tên nghèo kiết sắc này chắc đang thầm yêu mình. Có lợi mà không chiếm thì phí. Quay lại bàn ăn, con xúc sinh trực tiếp ăn một miếng lớn. Ngay lập tức một mùi hôi thối bùng nổ trong miệng. Con xúc sinh nghe một tiếng nôn ra, tức giận nhảy dựng lên. Căng tin các người làm ăn kiểu gì vậy? Cơm canh đều đã thiêu, còn bày ra bán. Các người còn biết xấu hổ không? Trịnh Phàm cầm muỗng cơm lớn xông ra. Nói cái gì? Cơm canh hôm nay đều là mua rau tươi nấu tươi, tuyệt đối mới. Nhưng tôi vừa mới ăn xong, rõ ràng là một mùi thiêu. Là miệng cô thiêu à? Mồm cô chắc toàn cức. Đương nhiên ăn gì cũng có vị khô khốc. Đừng có đổ oan cho chúng tôi. Nếu không sao người khác ăn lại không thấy mùi thiêu. Đúng vậy, cơm canh hôm nay rất thơm ngon. Tôi cũng lấy đùi gà và thịt kho. Ăn ngon lắm. Tiểu Phương, cậu lại muốn vu oan cho người khác phải không? Tiểu Phương tức giận ném hộp cơm đi. Ai vu oan cho họ chứ? Loại đồ ăn heo này tôi không thèm ăn. Tôi đứng ra. Được thôi. Lương thực do bác nông dân vất vả trồng ra. Cơm canh do đầu bếp tận tâm nấu nướng. Cô lại vứt bỏ như vậy. Lãng phí thật đáng xấu hổ, cô không biết à? Cô có biết trên đời còn bao nhiêu người đang chịu đói, không có cơm ăn không? Cô có biết hộp cơm cô đổ đi này có thể cứu sống bao nhiêu người tị nạn không? Thật vô liêm sỉ. Đập nát hộp cơm này tương đương với cắt đứt sinh cơ của bao nhiêu người. Đây chính là hành vi diệt người của cô sao? Bố mẹ và thầy cô dạy dỗ cô như vậy sao? Trong nháy mắt cả sân trường đều phẫn nộ. Cút đi, đừng xen vào. Thức ăn heo này ai thích ăn thì ăn. Con xúc sinh la lối xong định bỏ chạy. Tôi lập tức đá một cước đưa nó quay lại. Nắm đầu nó ấn xuống đống thức ăn bẩn dưới đất. Ăn sạch sẽ cho tao. Tôi không ăn, cứu mạng với. Không ăn cũng phải ăn. Tôi tách miệng con xúc sinh ra. Trịnh Phàm phối hợp dùng muỗng lớn xúc đồ bẩn dưới đất, hung hăng nhét vào miệng nó. Thối quá, thả tôi ra.